lắng nhau, tìm hiểu nhau và hôm nay đến đây để thực hành bí tích hôn phối. Một lát nữa thôi, hai cháu sẽ ký một cái giao ước với nhau với đầy đủ tự do, trách nhiệm, ý thức của mỗi người. Anh là Bartolomeo Bùi Trọng Tá, nhận em Maria Nguyễn Thị Thúy làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Nguyễn Thị Thúy, xin nhận anh Bartolomeo Bùi Trọng Tá làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Luôn được Thiên Chúa chúc phúc và sống trọn vẹn ơn gọi trong đời sống hôn nhân và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Amen. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never. It's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Em Maria Nguyễn Thị Thúy, xin em hãy nhận lấy chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh, như danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Bartolomeo Bùi Trọng Tá, xin anh hãy nhận lấy chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.